Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân tổ chức đến liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ với nhân dân. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tháo bỏ vách ngăn giữa công chức tiếp nhận, trả kết quả với người dân. Cách làm này được người dân đồng tình cao với việc tiếp xúc, trao đổi và yêu cầu giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính của người dân doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước, thuận tiện, gần gũi và kịp thời hơn. Thực hiện mô hình không vách kính ngăn cách giữa người dân và công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo bộ phận một cửa phường tháo dỡ các vách ngăn tại nơi làm việc. Chủ trương này ngay lập tức nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Việc trao đổi hướng dẫn người dân cách thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi hơn, thân thiện, gần gũi hơn. Trước đây thì che chắn nhiều, bước vô thì nó có những cái tấm chắn nó làm cho mình không có thoải mái. Còn bây giờ bước vô thì nó không có những cái tấm chắn đó thì cái tầm nhìn của mình thông thoáng hơn, thoải mái hơn. Ủy ban nhân dân phường 1 đã thực hiện cái việc mà tháo dỡ các cái lớp kính ngăn cách giữa cán bộ với người dân. Điều này giúp cho cái việc giao tiếp giữa người dân và cán bộ được gần gũi hơn và cảm thấy thân thiện hơn. Từ đó thì giúp cho cái việc giải quyết các thủ tục hành chính nó hiệu quả hơn và tốt hơn. Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính năm 2019, từ tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện mô hình không có vách kính ngăn cách giữa công chức tiếp nhận trả kết quả với các tổ chức người dân tại các quầy giao dịch của các bộ phận một cửa cấp xã, cấp huyện. Theo đó, bộ phận một cửa chỉ bố trí một phần vách ngăn phía trên giao dịch thể hiện tên lĩnh vực, thủ tục nộp hồ sơ, trả kết quả như mô hình bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh hiện nay. Việc tháo tấm kính giúp cả hai bên có cảm giác nhẹ nhàng, bình đẳng và thoải mái hơn trong giao tiếp. Điều này cũng giúp cho cán bộ gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói của người dân. Hai bên gần gũi với nhau hơn để giải quyết các vấn đề. Qua đó nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tại bộ phận một cửa. Khi năm 2018 được ngân sách đầu tư xây cái trụ sở mới thì chính quyền phường 4 cũng chủ động là làm cái vách kính ấy, còn ở dưới này thì để trống để cho nó có sự gần gũi giữa cán bộ với người dân, nó cũng tạo cái thiện cảm, rồi lúc mà cán bộ mà có hướng dẫn hay là trao đổi gì với người dân rất là tiện. Thì khi mà không có cái kính vách ngăn này thì người dân trực tiếp hỏi cán bộ để hướng dẫn cho nó rõ ràng hơn. Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết trong thời gian tới, một số địa phương còn lại trong tỉnh chưa thực hiện mô hình không có vách kính ngăn cách giữa công chức tiếp nhận trả kết quả với người dân tại bộ phận một cửa sẽ tiến hành tháo dỡ vách ngăn này. Việc triển khai thực hiện mô hình này sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua năm 2019 của đơn vị. Nếu trong quá trình kiểm tra, đơn vị nào không thực hiện sẽ bị kiểm điểm, phê bình.